Chào các bạn đã quay lại với kênh của Bờ Ký nhé. Người ta bảo rồi, cô giáo như mẹ hiền, mà mẹ hiền thì phải đánh con để dạy dỗ nhỉ? Yêu cho roi cho vọt mà nên các bạn đừng trách nhớ bố mẹ chỉ muốn chúng ta nên người thôi. Mấy ông mấy bà tuổi tin nên tập trung học và thể thao đi nhớ. Hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một ông thầy vi diệu luôn. Bắt đầu câu chuyện là quang cảnh của một thành phố. Đó là thành phố ở phía Nam Đế quốc Azano, Ai, nơi đây được khai sinh và phát triển cùng với học viện ma thuật hoàng gia Azano. Lúc này có một đàn ông đang đập đá thì bị đập vào tay thế là một cô bé đến dùng ma pháp phục hồi chỗ bị thương của ông lão. Và việc sử dụng ma thuật ở bên ngoài bị cấm nên cô muốn ông bác giữ bí mật. Lúc này bạn cô bé tới thế là hai người cùng nhau đi học. Lúc này khi đang đi thì có một anh chàng chạy như chó đuổi về hướng hai cô gái làm hai người sợ liền thi triển ma thuật gió bắn bay anh ta ngã chồng mông vào vòi phun nước đã thế còn bonus thêm quả cầu vòng mới tuyệt vời chứ. Khi hai người đi đến xem tình hình thì anh ta bật dậy vút tóc như kiểu thanh tao làm ấy, đau vãi lùi ra còn sĩ gái, bệnh si chết trước bệnh tim hai cô bé đến trước mặt thành tâm xin lỗi thì anh ta vẫn kiểu thanh tao giả vờ này nọ đột nhiên anh nhìn thẳng vào cô gái tóc vàng trước mặt rồi sờ soạng nhìn nhòm các kiểu thấy vậy cô bạn liền cho anh tập bay một lần nữa vào vòi phun nước thằng biến thái này chỉ được cái giống ý tôi quay trở lại lớp học các học sinh ngồi chờ gần nửa tiết mà không thấy thầy giáo lên dạy khi cả lũ học sinh đang phản nàn ông thầy giáo như đầu bài thì ông thầy cũng đã tới vừa vào thì hai cô gái kia nhận ra đây là thằng biến thái hồi nãy đây mà nhưng anh ta vẫn bảo chắc cô nhầm ai đó rồi anh ta đứng lên bục giảng giới thiệu mình là glen anh ta bảo rằng mình sẽ là giáo viên thay thế trong một tháng còn bên này thì hiệu trưởng xem xét hồ sơ của anh ta thì thấy điểm số đều là trung bình trình độ pháp sư chỉ ở hạng 3. Nghe thấy vậy, ông thầy tóc dài kịch liệt phản đối vì thực lực của anh ta quá kém. Nhưng anh ấy lại tốt nghiệp ở đây năm 15 tuổi. Khi đang chỉ trích tên nó và cái à phù thủy đã mời hắn tới dạy thì cô phù thủy đi vào hỏi tội sao dám nói xấu mình trước mặt hiệu trưởng. Thế là hắn sợ phải xin ra ngoài đi ngay. Thầy hiệu trưởng hỏi cô rằng tên Glen có mối liên hệ gì với cô thì cô nói rằng tôi muốn cậu ấy sống trọn vẹn. Bên này thì ông thầy Glenn cho học sinh tự học rồi lăn ra ngủ. Nhưng sau khi xuất hiện cùng với cục u to tướng trên đầu thì cũng đã dậy kín bảng rồi. Nhưng chữ xấu quá học sinh đọc không nổi. Có học sinh hỏi bài thì anh ta cũng bảo không biết tự mò đi. Nói xong hắn ta bảo học đến đây thôi rồi bỏ đi chơi mất. Khi trong lúc thay đồ thì cô gái tóc xám khó chịu quá bóp rú của bạn mình cho đỡ khó chịu. Lúc này ông thầy đột nhiên đạp cửa xông vào. Khi đang cố trình bày cái lý luận của mình thì bị đám học sinh nữ đạp cho tông sống mũi máu mũi bè bé bét. Vì thầy bị đạp nên tiết học giả kim tiếp theo bị hoãn. Cô bé tóc xám Sisti chăm học thấy hơi chán vì lời hứa của mình với ông giải mã bí ẩn của thiên thành Melgalius. Cô muốn học thật nhiều ma thuật để làm được chuyện đó. Khi đang nói chuyện thì ông thầy Glenn cũng bê đồ ăn đến ngồi cùng hai người rồi thảm nhiên ăn. Mặt dày thật đấy nhìn ông tôi lại liên tưởng đến thầy tiến bịp dạy hóa, thầy huấn dạy công dân, thầy lộc dạy phụ hồ và cô Phương Hằng dạy sao kê. Đã thế còn treo Sisti đến tức phát khóc. Quay lại trước đó cô phù thủy muốn Glenn đi dạy khi kiếm được người mới. Khi cậu đang định từ chối thì cô nói rằng hay là cậu thích xét đánh thiêu chín hay đóng băng. Nhìn mặt cậu tự tin tưởng không sợ ai dè vài giây sau lộn nhào xin tha và không muốn đi làm. Thế là cô bắn nhẹ một đường cơ bản nát xuyên tường thế là Glenn lại muốn làm thầy giáo luôn. Tiết học tiếp theo cậu ta lại ghi lên bảng tự học rồi năn ra ngủ khiến đám học sinh ghét ra mặt. Vì quá tức giận nên Sisti đã ném thẳng găng tay của mình vào mặt thầy giáo thay lời khiêu chiến ma pháp. Thôi thì chiều lòng học sinh anh cũng nhận lời khiêu chiến. Hai người ra giữa sân và ra luật chỉ dùng sốc buôn ngoài cái đó ra thì cấm hết đó là ma thuật dùng điện để làm tê liệt và khóa đối thủ và cần niệm ba dòng mới thi triển được thì trong thực chiến ai niệm ít hơn người đó nhanh hơn ông thầy còn tự tin chấp trước một chiêu sisti tung trưởng tới thì mặt vẫn hân hoan lắm nhưng dính cái thì mặt tái mét vào rồi gục ngay tại chỗ đúng ông thầy mõm đã thế còn gượng dậy nói rằng cũng tạm ổn cơ chứ rồi rốt cuộc vẫn là thua trận hôm sau vẫn với tinh thần tự học thì glen lại trả giảng cái mẹ gì Lúc này có một cô học trò khác nên hỏi bài cậu thì Sisti đứng dậy nói rằng cậu hỏi tên đó cũng không giúp ích gì đâu và kéo cô bạn về bảo rằng tôi sẽ dạy cậu và vừa đi cô vừa nói về ý nghĩa của phép thuật và việc giảng dạy cho Glenn nghe. Lúc này cậu nói rằng phép thuật không phải điều tốt đẹp gì cả. Nếu kiếm giết được một thì ma thuật, giết được 10 nó chỉ là công cụ để giết người nhanh hơn mà thôi. Nghe thấy những lời nói đó như đang trà đạp vào ý nguyện của mình với cô phép thuật như là một chìa khóa để tìm hiểu sự sống sự việc nhưng Glen thì với kinh nghiệm dê gái thâm niên cậu nói rằng sao mấy đứa lại nghiên cứu và mấy cái vô bổ chỉ giúp cho việc giết người ấy lúc này Sisti đi đến tát cho cậu một bạt tay và rồi vừa khóc vừa chạy ra khỏi lớp chiều hôm đó khi đứng trên tầng thượng suy nghĩ thì Glen nhìn thấy Rumia đang mẩn mò gì đó cậu bước vào phòng và chỉ cho cô bé phần còn thiếu của vòng tròn ma pháp đó cậu dưới một vòng tròn thủy ngân lên và rồi Rumia đã thực hiện được vòng tròn ma pháp này trên đường ra về Rumia hỏi cậu trước khi đến đây đã làm gì thì cậu nói rằng ăn nhờ đậu nhà giáo sư Celica còn trước đó thì cậu không muốn nói. Còn Rumia thì cô nói muốn tìm hiểu ma thuật vì rất muốn trả ơn một người. Ba năm trước cô bị bắt và xém bị giết nhưng một vị pháp sư đã đến tiêu diệt lũ pháp sư xấu xa và cứu lấy em. Và em cũng rất muốn cảm ơn người đó. Glenn nhìn Rumia trầm tư rồi cũng không nói gì nữa. Sáng hôm sau bất ngờ thằng cha này cúi đầu xin lỗi Sisti và bắt đầu giảng dạy học sinh. Nhưng chưa kịp giảng thì đã chửi học sinh là một đám ngu cậu bảo đám học sinh mình chẳng biết qué gì về ma thuật cả đơn giản như phép sóc bôn thì các em chỉ biết ba câu niệm và cách rút ngắn nhưng khi ngăn nó ra làm 4 năm câu thì nó sẽ chĩa sang phải hoặc giảm sức mạnh hay giảm độ tiếp cận đám học sinh thấy thầy vừa giảng vừa biểu diễn rất trầm trồ về cách giảng của thầy glen còn bảo rằng các em phải tìm hiểu nó chứ còn quyển sách giáo khoa kia chỉ bảo các em học thuộc bằng cách viết ra hoặc dịch câu sấm và lúc này thì glen bắt đầu giảng cho đám học sinh từ những điều cơ bản nhất bài giảng cuốn hút đến nỗi đám học sinh lớp khác cũng kéo nhau sang để được nghe cậu giảng Hôm sau có một cuộc đại hội nên toàn giáo viên và cô Silica sẽ đi họp chỉ còn lại một mình thầy giáo thay thế Glenn. Vẫn như mọi khi vì buồn yên nên Glenn lại sắp trễ giờ dạy và phải chạy như điên đến trường. Lúc này có kẻ lạ mặt chặn đường cậu. Còn bên lớp học lúc này có hai người lạ mặt khác đi vào trong lớp học và tìm Rumia. Hắn còn dùng ma thuật để do học sinh và Rumia thì không muốn thấy bạn mình vướng vào rắc rối nên đã đồng ý đi theo bọn chúng. Họ biết bí mật của Rumia là công chúa của đế quốc này và bị một tên dẫn đi. Tên còn lại thì dẫn Sisti đến một phòng kín khác chuẩn bị hành sự khi vừa kịp lột áo ngoài cô thì Glen mở cửa đi vào đã thấy còn già vờ không biết gì định đóng cửa đi ra chứng thẳng thầy mất dịch này tên kia thấy vậy chuẩn bị dùng ma thuật để bắn vào cậu thì ma thuật bị hủy và vẫn bao nhiêu lần thì ma thuật vẫn bị hủy hết hóa ra Glen sở hữu một lá bài mang sức mạnh nguyên thủy giúp ngăn chặn mọi ma thuật trong vùng nhất định và chính Glen cũng không sử dụng được ma thuật khi tên kia đang cười cợt nói rằng pháp sư không có ma thuật thì chiến đấu kiểu gì nhưng bất ngờ thay Glen lao đến đấm cho hắn tung máu mũi rồi đấm cho hắn lủng tường đó chính là phong cách chiến đấu cận chiến của quân đội đế quốc cuối cùng cậu hạ hắn bằng một cú đá khiến tên kia đo sản cậu hỏi sissy có sao không thì cô bảo không sao và định nói gì đó nhưng cậu ngăn lại không cho nói và bảo bàn tay của mình đã bị ô uế không xứng đáng để dạy người khác nhưng vì không chịu nổi nên sissy đã hét rằng quần ông tụt rồi kìa cha nội giỏi tụt thêm quần nữa tôi xem sau khi xốc lại cái quần và trói tên kia vào thì cậu gọi cho Celica và nói rằng kết giới của trường đã bị phá và đó là lũ nghiên cứu viên của Tenor ch Và có thể chúng đã có đồng minh bên trong trường. Cô bảo rằng sẽ không có cứu viện và sẽ cố gắng làm gì đó và bảo với Glenn là đừng chết nhé. Gái còn chưa được hút thì sao chết được trời. Sisti nghe thấy câu chuyện biết rằng sẽ không có cứu viện nên cô định đi cứu Rumia một mình. Glenn ngăn lại và sau khi cô giải bày hết mọi chuyện thì cậu nói rằng sẽ giúp cô giết hết bọn biến thái này. Lúc này bất ngờ có một cánh cổng không gian xuất hiện và từ trong đó xuất hiện một gỡ lem xương. Đó chính là ma thuật triệu hồi. Nhưng con gỡ lem không biết phân biệt địch ta nên đã chém luôn thẳng ất ở kia. Glenn kéo Sisti ra đằng sau cậu lao đến đấm một tên nhưng chúng cứng quá đau hết tay. Sisti thấy vậy liền nhiệm phép sơn súng tăng sát thương vào tay cậu Glenn mới giúp cậu đấm được một bộ xương. Hai người cùng nhau chạy ra ngoài hàng lang thì đám gỡ lem này cũng đuổi tới đằng sau. Lúc này Glenn quay lại đánh nhau giữa chân đám gỡ lem còn Sisti đằng sau cố gắng vận ma thuật gió để thổi bay chúng. Nhưng với sức mạnh của cô thì chỉ cầm chân chứ không thổi bay được chúng nhưng Glenn bảo rằng em đã làm rất tốt. Cậu lấy ra một viên đá đỏ rồi bắt đầu niệm chú sau một vài câu tâm niệm cậu bắn ra một sức mạnh hắc thuật tiến đám gỡ lem về cho bụi đó là ma thuật cấp cao nhưng vì quá sức nên mặt cậu tái mét và nằm gục xuống khi vừa đứng được dậy thì tên còn lại cũng xuất hiện với vài thanh kiếm lơ lửng xung quanh mình cậu hỏi sisti còn đủ sức để vô hiệu hóa toàn bộ chỗ ma lực kia không thì cô bảo rằng không đủ ma lực để thi triển nghe thấy vậy nên Ghen đã đẩy ngã sisti xuống dưới còn một mình ở trên chiến đấu với tên này nhưng vì đang cạn kiệt ma lực nên cậu đã bị ăn nhát chém vào lưng và dù cố gắng vận chiêu thì cũng bị chặn hết Lúc này cậu đứng im mặc cho tên kia đâm hết kiếm vào người mình như nhờ sức mạnh nhân vật chính nên chẳng có phát nào đâm vào chúng chỗ hiểm cả. Lúc này Sisti chạy lên dùng phép vô hiệu hóa mấy thanh kiếm khiến chúng không chịu sự điều khiển nữa. glen cầm lấy một thanh kiếm rồi lao đến đâm tên kia đi đời nhà ma luôn. glen tiếp tục cố gắng để cứu Rumia nhưng vì vết thương quá nặng nên cậu đã gục xuống. Sisti thấy vậy liền dùng phép hồi phục cho cậu rồi khi cậu tỉnh lại lần nữa thì Sisti đang ngủ bên cạnh cậu. Cậu gọi cho Celica hỏi cổng dịch chuyển ở đâu và sau khi biết nó nằm ở cái tòa tháp cao bên kia thì cậu tức tốc chạy tới đó và để Sisti ở lại đó nghỉ ngơi. Còn bên này Rumia đang khuyên ngăn thầy nào đó thì Glenn cũng đã chạy tới nơi. Hóa ra đây chính là thầy giáo mất tích khiến cậu nên dạy thay hóa ra thầy ta nằm tổ chức bắt cóc kia và nằm bất động mấy năm trời chờ thời cơ đến. Khi Glenn định chiến với ông thầy này thì ông ta bảo mình đã thắng rồi vì sau 10 phút nữa bạch ma pháp của thầy đó sẽ tự động kích hoạt. Dịch chuyển Rumia về phía tổ chức và nó sẽ hấp thụ linh hồn của thầy giáo để sản sinh ra ma lực và thổi tung học viện này. Thấy tình hình nguy cấp như vậy, Glen tự cắn chảy máu tay mình và dùng bùa máu phá vỡ lớp ma pháp của thầy giáo kia. Nhưng có đến 5 lớp bảo vệ nên cậu vẫn cố gắng tiếp tục phá vỡ các lớp tiếp theo, nhưng đến lớp cuối cùng do mất máu quá nhiều nên cậu ta đã ngất đi. Thấy tình hình như vậy, Rumia cố gắng cự mình ra khỏi kết giới và chạm được vào người của Glen. Cô dùng thuật khoét đại ma lực giúp Glen hồi sức và phá vỡ kịp thời lớp cuối cùng trước khi Rumia bị dịch chuyển đi. Và vì vẫn còn sức nên Glen đã quyết định tặng cho ông thầy kia một chiếc đấm thân thương. khi Sissy chạy đến nơi thì ông thầy kia đã bị đấm ngất còn Glen thì đang ngủ trên đùi của Rumia và thế là từ đó quan hệ giữa ba người trở lên tốt hơn. một cuộc hội phép thuật sắp diễn ra và có sự có mặt của nữ hoàng của vương quốc đến tham dự và ấy cũng chính là mẹ của Rumia. ở lớp Rumia và Sissy đang vận động mọi người tham gia cuộc thi nhưng ai lấy cũng buồn chả muốn tham gia vì dù có tham gia cũng sẽ thua mà thôi. lúc này Glen đi vào và động viên mọi người cố gắng và cậu đích thân phân công xem ai sẽ thi môn gì mặc dù nhìn Glen kiểu thằng thầy mất dạy nhưng cậu biết hết điểm mạnh điểm yếu của đám học trò. Trong thâm tâm cậu rất để ý đến học trò của mình. Sisti và Rumia thấy vậy cũng cùng nhau động viên cả lớp tham gia thi. Sở dĩ thầy Glen tự nhiên năng động như vậy nhưng thực chất cậu muốn học sinh của mình toàn bộ tham gia giải thi vì muốn ám giải thưởng bởi vì do đập đá nhiều quá nên tiếng lương hết sạch. Bụng đói meo mà không có gì ăn, vì miếng ăn mà tán tận lương tâm quá. Khi cả lớp đang luyện tập dưới sân thì bị giành sân bởi thầy Ha Lưng. Ông ta mềm mai cho rằng học sinh lớp của Glen không thể nào giành được giải gì. Trong lúc con chim làm mù con mắt thì Glen đã tự tin cá cược 3 tháng lương của mình vào cuộc thi này. Vừa nói xong thì cậu đã có suy nghĩ hối hận về câu nói vừa rồi. Bên này thầy Harley cũng muốn giao ai với học sinh nên cũng đã cá cược 3 tháng lương của mình. Cả lớp ai cũng sẽ nỗ lực cố gắng cho cuộc thi này còn Glen cũng rất tận tình giúp đỡ học sinh của mình mặc dù có những lúc hơi đói. Nhưng mà vì 3 tháng lương của mình nên cậu đã giảng dạy nhiệt tình cho từng nhóm để có thể thi tốt trong bộ môn của mình. Nữ hoàng thì rất nhớ con gái của mình nhưng ngày đó vì một lý do nào đó bà đã bỏ rơi Rumia và chiếc vòng cổ hình ảnh của hai người cũng bị bà tháo ra và đeo chiếc vòng cổ khác do người hầu đưa. Và cuối cùng buổi lễ cũng tới. Nữ hoàng Alicia tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Học sinh hò reo còn Glenn thì chỉ thấy bụng hò reo thôi. Những vòng đầu tiên lớp cậu có những thành viên rất cố gắng nên đã đạt thành tích trong top 3 khiến mọi người đều thấy sự dẫn dắt của glen rất tốt. Thành tích của cả lớp trong nửa ngày đạt top 3 của toàn trường học sinh thì vui vẻ tích cực còn glen thì nghĩ rằng sắp có tiền đi ăn lẩu cầy tơ chín món rồi phần thi tiếp theo là phòng vệ tinh thần rumia đã cố gắng chống chọi tinh thần của mình đến vòng cuối cùng cùng với đó là quán quân năm ngoái cũng đi vào vòng cuối cùng ở vòng cuối này giám khảo đã tung ra một đoàn tinh thần cực mạnh với áp lực cực mạnh như vậy thì tên quán quân cũ kia vẫn đứng vững còn rumia thì đã gục chân xuống tuy cô nói rằng mình có thể tiếp tục nhưng glen đã đi tới và xin đầu hàng vì cho rằng rumia đã rất cố gắng rồi vì đối thủ của cô vẫn trụ vững sau đòn đó nhưng khi nhìn lại thì đối thủ của cô đã bất tỉnh trong tư thế đứng cha này cũng hay thiệt chứ bất tỉnh đứng được thế này thì đi làm bảo vệ tốt đấy vì rumia còn tỉnh táo nên được coi là người thắng cuộc và thành tích lớp họ đã được bứt phá lên vị trí thứ hai toàn trường bên dưới thì liên tục tung hô còn bên trên thì glen đói đến mờ cả mắt rồi phía bên này có hai người nhận ra đó là glen cô bé kia đói đi giải quyết ân oán với glen thì bị anh cao to kéo lại và bảo rằng giờ chúng ta có nhiệm vụ cần ưu tiên đó chính là quan sát đội cảnh vệ đế quốc đang bảo vệ cho nữ hoàng điện hạ Họ đã nhận được tin báo rằng có hành vi mờ ám trong đội ngũ hàng cảnh vệ và có khả năng chúng sẽ lợi dụng cơ hội để làm hại nữ hoàng. Dường như trước khi mọi người đang cùng nhau dùng bữa trưa thì Glen cũng chỉ đi xung quanh xem các học sinh mình ăn mà thôi. Lúc này cô bé Lin không tự tin vào phần thi biến thân của mình và muốn thay đổi cho người khác thay thế thì Glen hỏi rằng cô có thích phép biến thân không. Linh nói rằng có vì nó giúp em như hoàn toàn biến thành người khác vậy. Sau đó Glen giảng về căn nguyên của phép biến thân và biến thành rumi đồng thời có những lời khuyên cứ cố gắng hết mình sẽ không ai trách mắng em cả. Lúc này cô bé mới ngộ ra cảm ơn Glen rồi rời đi. Lúc này Sissy nhầm Glen là Rumia nên đã vui vẻ chạy đến và mời cô cùng ăn trưa. Ăn mày gặp đĩa xôi. Trong đầu Glenn kiểu thôi thì mình thử độc xem món ăn có sao không thôi chứ không phải ăn trực đâu. Lúc này Rumia thật đi tới con Sissy hóa giải phép hóa thân của thầy Glenn và bonus thêm quả cuồng phong hất ông nhõi này ra sau rừng. Cay thật chứ miếng ăn đến mồm còn bị đạp đổ. Đang dầu dĩ thì lúc này Rumia bê túi đồ ăn đến. Đó là một đống sandwich Glenn nhìn mà chảy nước dãi ăn vội vàng và hỏi rằng ai là người làm thế. Rumia chỉ cười và bảo rằng có người đã thức dậy rất sớm để làm nhưng vì cãi nhau lên không có cơ hội nói định vứt đi thì em mang đến cho thầy ăn. Hóa ra Glenn cũng chỉ là cái bị chứa rác mà thôi nhưng mà rác này ngon. Hay lại như túi rác 30 tỷ của khoa Bắc nhỉ. Sau khi ăn xong hai người định quay về thì nữ hoàng Alice đi tới khiến Glenn giật mình vội dập đầu hành lễ. Nhưng Nữ hoàng chỉ bảo cậu ngẩng đầu lên và cô cúi đầu xuống cảm ơn sự cống hiến của cậu cho đất nước này, thế mà mình lại để cậu bị đuổi khỏi đội pháp sư hoàng gia. Hóa ra trong mặt ngố ngố mà từng là sát thủ của đội pháp sư quốc gia đấy, nhưng do chán ghét công việc và phải giết người liên tục nên cậu đã nghỉ việc rồi. Lúc này cô cũng quay sang hỏi thăm con gái mình đã từng bỏ rơi 3 năm trước và tỏ sự quan tâm của một người mẹ nhưng cô bé vẫn không, chấp nhận chuyện này được nên đã cúi đầu nói rằng cô đã nhận nhầm mình với công chúa rồi vì công chúa đã chết cách đây 3 năm rồi nữ hoàng nghe thấy vậy liền xin lỗi cô bé vì đã nhận nhầm người sau khi rumia chạy đi nữ hoàng cảm thấy rất buồn vì cho rằng mình đã mất quyền làm mẹ vì sự ích kỷ này lúc đó mọi người nghĩ năng lực của rumia là do bị nguyền rủa nên cô bé đã bị cấm ép bà nói với Glenn hãy chăm sóc con gái của mình sau đó quay trở lại nhưng khi trở lại thì chỉ huy đội cận vệ đã giam lỏng nữ hoàng bằng vũ lực hai thành viên làm nhiệm vụ theo dõi mật là Anbeck và real đã quan sát mọi chuyện họ cho rằng đội cận vệ là những người thân tín nhất của nữ hoàng và phải có điều gì đó nên ông ta mới có hành động như vậy còn bên này thì phần thi vẫn tiếp tục diễn ra, lúc đó Sisti đến tìm Glen và bảo cậu rằng không thấy Rumia đâu cả. Glen bảo rằng thầy sẽ đi tìm con bé và con đặc biệt khen là đồ ăn của em làm ngon lắm khiến cô bé rung động luôn. Sau khi tìm thấy Rumia đang ngồi dưới ghế ở một gốc cây thì cậu khuyên Glen sống thật với cảm xúc mình để không có gì hối tiếc và cũng nên nhìn nhận lại người mẹ của em. Cậu nói rằng do tính chất công việc nên cậu phải nên chiều thường xuyên và thấy nữ hoàng cũng rất hay đeo cái dây chuyền giống hết của em. Cậu khuyên cô bé hãy đối mặt với bà ấy thay vì trốn chạy trong lúc đó quân đội hoàng gia đi tới và nói rằng rumia phạm tội ám sát nữ hoàng và định xử tử rumia vì phản quốc và làm ô nhục hoàng gia glen cố phản kháng thì bị chúng đánh ngất đi chúng trói rumia vào cây và bảo cô nhắm mắt lại để đâm một phát thẳng vào điểm chết sẽ không gây đau đớn rumia cũng đã nghĩ rằng mình có khi đã chết từ ba năm trước rồi nhưng đến nay bà ấy vẫn muốn giết mình lần nữa cô nhắm mắt để mặc cho tên cảnh vệ chuẩn bị hành hình khi hắn đang chuẩn bị đâm thì glen dùng ma thuật khiến đám lính lăn hết ra đất glen cho rằng có gì đó mờ ám và đây không phải lệnh của nữ hoàng Cậu dắt Romia chạy trốn vào một con hẻm và liên hệ với Celica nhưng Celica cũng đang bị khống chế và không thể giúp gì được cho cậu. Lúc này Albeck và Riel cũng xuất hiện ở con hẻm đó và lao đến tấn công Glenn. Bên này à người hầu là thành viên của tổ chức nghiên cứu kia và đã đeo cho nữ hoàng một sợi dây chuyền bị nguyền rủa. Ả à, bảo với Celica rằng phải hóa giải trước khi mặt trời lặn không thì sinh mệnh nữ hoàng sẽ vào tay bọn ta. Còn bên này thì Glenn đang phải đối đầu với hai thành viên của đội pháp sư hoàng gia. Riel lôi ra thanh kiếm Glenn chỉ biết giả băng lại nhưng không ăn thua. Khi Riel nhảy đến chém vào Anbeck ở xa dùng ma thuật bắn tới anh nghĩ mình không tránh được nữa nhưng Anbeck lại bắn vào Riel. Nhận ra đồng đội cũ Glen liền dí đầu Riel cái tội dọa người ta tì son đái ra quần. Rumia thì hơi khó hiểu thì Glen bảo rằng đây là những đồng đội của mình ở quân đội hoàng gia. Anbeck kể lại tình hình cho Glen nghe và cùng nhau tìm cách giải quyết thì Riel nói kế hoạch của mình đó là cả ba cùng lao lên tấn công trực diện. Mẹ cái kế hoạch này phá game quá. Glen kể rằng Celica đã nói tìm cách để đến chỗ nữ hoàng và đó có thể là cách giúp ta giải quyết tình huống này. Vì Celica là cựu đa phủ số 21 của lực lượng sở hữu cấp bậc 7 và là vị pháp sư vĩ đại nhất lục địa nên rất đáng tin cậy, cậu nhờ hai đồng đội của mình giúp đỡ và tác chiến. Khi phần thi tiếp theo chuẩn bị diễn ra, đám học sinh không thấy thầy Glenn đến chỉ đạo nên rất lo lắng. Lúc này Anbeck và Riel đi tới trung chừng và khuyên bảo mấy đứa trong lớp tiếp tục thi tốt vì thầy Glenn đang bận một công việc đột xuất không thể bỏ được. Sisti có phần hoang mang nhưng sau khi cô nắm tay của Riel thì cảm nhận được gì đó và khích lệ mọi người cố gắng thi đấu trong phần thi của mình. Cả lớp cũng không muốn thấy cái cảnh thất bại xong bị ông thầy đầu bài này về chê bài này nọ nên ai cũng cố gắng trong phần thi còn lại của mình. Phần thi cuối cùng là biến thân. Lớp bên kia biến thành một con ác long to khủng khiếp nên được chấm điểm cực kỳ cao. Còn cô bé Linh thì đang cảm thấy bất an lo lắng sợ mình sẽ thua cuộc thì An Bách đi tới động viên cô và nói rằng sẽ dùng quyền cước để đập hết đứa nào chê bai em. Thấy An Bách rất giống thầy Glenn nên cô bé lấy lại được tự tin đi ra thể hiện phần thi của mình. Cô hóa thân thành một thiên thần Latilica giống y hệt tranh vẽ tiên dáng trần và với phần thi của mình cô đã đạt điểm tối đa. Tiếp theo ở phần thi Grecia thì nhờ màn tim gốc nên số điểm của hai lớp đã ngang hàng nhau. Còn bên này thì đội trưởng đội cận vệ vẫn sai người đi để giết Rumia bằng mọi cách. Cuối cùng là phần thi giao đấu gồm 3 người một đội. Hai người đầu đã có tỷ số hòa 1-1 và trận cuối cùng là của Sisti và tên kiêu ngạo bên lớp 1. Và bằng sự nỗ lực cùng với những lời động viên nên cô đã giành chiến thắng áp đảo trận này và lớp 2 đã trở thành quán quân của trường và sẽ được đích thân nữ hoàng trao thưởng. Khi Ambeck và Rio đến gần để đại diện cho lớp nhận thưởng thì bất ngờ hai người này chính là Rumia và Glenn họ đã dùng phép hóa thân để động viên học sinh chiến thắng giúp mình có thể tiếp cận được nữ hoàng trước khi mặt trời lặn còn bên phía quân đội sau khi đuổi kịp hai người thì mới phát hiện ra đó không phải glen và rumia mà là hai người trong đội pháp sư quốc gia silica tạo một kết giới bên trong có glen rumia nữ hoàng chỉ huy đội cảnh vệ và mình bên trong như lúc này nữ hoàng alice nói rằng hãy giết rumia đi vì ta sẽ mãi hối hận khi đã sinh ra cô ta rumia nghe thấy vậy như sụp đổ mọi hy vọng còn tên đội trưởng thì rút kiếm ra chuẩn bị thi hành mệnh lệnh Glenn nhận ra có thứ gì đó rất lạ khi nhìn vào đôi mắt của nữ hoàng và cả Celica cũng không biết làm gì. Lúc này cậu mới nhận ra chiếc vòng cổ nữ hoàng đang đeo không phải chiếc vòng cổ giống với Rumia liền hỏi mấy câu hỏi về chiếc vòng cổ. Lúc này Glenn tự tin nói với Rumia rằng mẹ em rất yêu em sau đó lao về hướng nữ hoàng. Tên đội trưởng thấy vậy cũng dùng kiếm lao đến chém vào tay cậu. Khi hắn chuẩn bị kết liễu cậu thì nữ hoàng ném chiếc vòng cổ ra khiến tên chỉ huy bất ngờ và sau đó hắn bị Glenn đạp bay ra xa. Hóa ra Glenn có lá bài thê phút nên đã vô hiệu hóa mọi ma thuật hay ám nguyền trong phạm vi của mình nên nữ hoàng mới tháo ra được cái vòng cổ đó và cũng vì lý do đó nên Silica mới bảo cậu hãy đến gặp trước mặt nữ hoàng. Lúc này nữ hoàng mới đến ông trầm con gái của mình và xin lỗi cô bé. Sau khi phá bỏ kết giới đám binh lính đã vây đến cũng may nữ hoàng không sao. Còn à người hầu kia thì đã trốn thoát trước mặt Anbeck và Riel. Tối đó Rumia cũng nhận ra Glenn chính là người đã cứu cô vào 3 năm trước và hứa sẽ bên cạnh bảo vệ mình và Glen cũng như ra lại cô bé năm nào anh từng cứu nhưng niềm vui còn vui sướng hơn khi ôn chọn 3 tháng lương cùng tiền giải thưởng. Nhưng trời tính không bằng tác giả tính, số tiền thưởng đó đã bị đám học sinh đi bay lắc hết sạch tiền rồi, đã đói còn rách mới nhục chứ. Không cảnh thay đổi Sisti với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi sinh dừng lại, tôi lại cứ tưởng ông này chuẩn bị gặp FBI hóa ra hai người đang tập luyện đấu tay đôi. Điều này giúp Sisti có thể lực tốt hơn để có thể khỏe mạnh và kiểm soát phép thuật tốt hơn giúp cô có thể bảo vệ Rumia khi thời khắc cần đến. Thấy thầy giáo tâm huyết như vậy thì Sisti cũng tiếp ứng tinh thần của thầy. Sáng hôm đó, cậu ngồi đợi Justy và Rumia ở vòi phun nước thì Riel cầm kiếm đến chém xuống Glen may mà cậu đỡ kịp. Hóa ra đó là cách chào hỏi của Riel chào ngày mới nhẹ nhàng. Hóa ra Riel được chính phủ cài và làm học sinh trong trường với mục đích bảo vệ Rumia nhưng cô lại bảo mình chỉ bảo vệ Glen thôi. Mặc dù Glen nói bao nhiêu đi nữa thì Riel vẫn bảo rằng mình muốn bảo vệ Glen hơn. Đi đến lớp Glen giới thiệu học sinh mới với mọi người. Nhờ vào sự cu tay của mình mà cả trai lẫn gái đều thích Riel cô giới thiệu mình trong quân đội hoàng gia thì bị Glen chặn mồm lại và đọc lại kịch bản các về xuất thân của mình để tránh bị các học sinh tò mò. Có một học sinh nam hỏi cậu với Real thân thiết thì hai người có mối quan hệ gì thì Real nói rằng tôi sống cả đời này vì anh ấy. Cả đám con trai tuyệt vọng tôi cùng vì nghĩ rằng Real là hoa có chủ con Sisti thì ức vì đang thích Glen. Trong giờ thực hành mà Pháp Sisti đã có màn thể hiện xuất sắc với chiêu sốc bồn của mình. Đến lượt Real thì cô không dành sử dụng phép này cho lắm nhưng vì Glen bảo rằng thôi cố mà làm đi thì cô cũng làm phát nhưng mà vẫn hụt. Glenn bảo Riel còn một lần nữa thì cô bảo muốn sử dụng chiêu khác miễn là chúng mục tiêu là được. Thế là cô triệu hồi cây thánh kiếm ra rồi một phát ném trẻ thẳng vào đầu con hình nhân. Thấy có được tính là sử dụng phép thuật không nhỉ. Còn đám học sinh thì tái mét mặt lại vì độ nguy hiểm của cô lên khi vào lớp thì không mấy ai dám tiếp xúc. Lúc này Rumia rủ cô cùng Sisti đi ăn trưa. Mặc dù không muốn đi nhưng thấy Rumia dù nên Riel cũng đi xuống căn tin thì cô thấy chiếc bánh dâu nên đã gọi combo 20 cái bánh dâu rồi ngồi ăn nhổm nhòm. Đúng là tình bạn phải đi qua bao tử đầu tiên. Hôm sau cả lớp có chuyến đi thực tế đến trung tâm phép thuật quân đội. Khi đám học sinh nam đang chán nản thì Glenn bảo rằng các em mới là số đỏ đó vì nơi chúng ta đến chính là bãi biển. Mà có biển thì sẽ có những bộ bikini mê lì. Đám con trai thì cứ à hô à hô còn đám con gái thì chả hiểu chuyện gì xảy ra. Khi đến nơi Glenn đi đến gặp Anbeck. Anbeck bảo rằng Glenn hãy trông chừng Riel vì cô có quá khứ mơ ám khiến cho Anbeck không hoàn toàn tin tưởng cô cho lắm. Sau khi đi thuyền đến đảo Sineria thì ông thầy Glenn say sóng tí ngất ra đất may mà có hai em víu vào chứ không cũng ngã nhưng nhìn thấy cảnh bờ biển tươi đẹp rồi những bộ áo tắm tuyệt vời thì glen như hồi xuân trở lại đám con trai thì cũng hưởng ứng nhiệt tình tinh thần của glen và điều gì đến cũng đã đến đám con gái thay đồ tắm chạy tung tăng trên bãi biển còn đám con trai chỉ biết ngồi ngắm mà hạnh phúc gớt nước mắt cả đám chơi bóng truyền cũng nhau mà toàn cho phép thuật vào gõ này thì ai mà dám chơi cùng mọi người chơi với nhau đến tận chiều tối tối đó đám con trai tổ chức cuộc đột nhập bí ẩn đột nhập phòng con gái khi đang bàn công tác thì Glenn đi đến nhưng tưởng rằng cậu ta sẽ quát chúng một trận nhưng cậu ta còn chỉ đường dẫn nối cho đám học sinh biết cách đột nhập chứ. Ông thầy này có tâm quá đấy, nhưng ông thầy này vẫn còn tâm nhắc học sinh về phòng thì đám con trai không chịu. Đòi bằng được công tác vừa rồi và còn chuẩn bị sẵn sàng chiến đầu với thầy. Và sau một loạt ánh sáng xuất hiện thì chúng cũng nằm đo ván dưới đất rồi. Anh ra ngoài bãi biển ngồi u tí cồn thì Sistirumia và Real cũng ra đó ngắm cảnh sao và làm tăng thêm độ thân thiết với nhau hơn khi quay về đang ngủ thì riel dậy ra gặp riêng glen và nói rằng glen là tất cả của mình chính sisti và rumia đã cướp anh khỏi cô và làm anh rời đội để cô ở lại riel vừa nói vừa khóc với cảm xúc vô cùng tiêu cực ngay ngày hôm sau khi đi vào rừng thì riel tỏ thái độ không cần sự quan tâm của mấy người bạn mình và không tiếp xúc một ai cả lớp tiếp tục đi tham quan phòng nghiên cứu tại đây sisti và rumia đã nhận ra đây là nghiên cứu liên quan đến sự sống tuy là không thể khiến người chết sống lại nhưng những nghiên cứu này có thể sao chép toàn bộ ký ức của một ai đó vào người nhân tạo và người nhân tạo đó sẽ sống với ký ức với người được sao chép và tổ chức kia đã lấy cấp và thực hiện thành công dự án đó còn real thì vẫn không muốn nhìn mặt và tiếp xúc với sisti và rumia tối đó cô ngồi khóc một mình trên bãi biển thì có người xuất hiện đó là người anh mà cô tưởng chừng rằng đã chết trong trận chiến trước đó và lai lịch của real từng là người của tổ chức và được len tìm thấy mang về chăm sóc giờ đây người anh của cô nói rằng để giải thoát anh khỏi tổ chức thì cần bắt lấy rumia Lúc này Glenn đã xuất hiện và nói rằng đây không phải là anh của cô nhưng Real lúc này đã hoàn toàn tin chắc chắn trước mặt mình là anh của mình. Real rút thanh kiếm của mình ra và đâm vào sau lưng của Glen một nhát xuyên qua cơ thể của cậu khiến cậu nằm gục trên vũng máu. Còn bên này Anbeck bị cô ả người hầu cản đường bằng các thay mà. Và sau khi biết tin Glenn đã bị đâm chết thì ả ta đã rời đi còn Anbeck cũng vẫn bình chân như vậy. Khi Sixty đi ra ngoài mua chút đồ ăn về vòng thì thấy Real cùng thanh kiếm nhố máu và Rumia thì nằm ở đó. Real bảo rằng cô chưa giết Rumia chỉ đánh cô ấy ngất mà thôi. Lúc này Sisti hỏi glen đâu thì cô bảo đã giết rồi. Khi cô định dùng phép thuật để bắn về hướng Riel thì cô nhớ lại những gì thấy Glenn dạy là biến phép thuật thành cảm xúc đừng làm công cụ giết người. Cuối cùng cô cũng chưa mắt nhìn Riel berumia Rumia đi vì cô sợ nếu dùng phép thuật thì có thể bắn trúng cả Rumia. Lúc này ăn bách vác được Glenn về phòng và tình hình vô cùng nghiêm trọng. Lúc này chỉ còn cách dùng phép nghi thức bạch thuật để phục hồi cấp tốc và cần Sisti hô hấp nhân tạo trong lúc nghi thức được thực hiện. Dù rất dữ giá nhưng mà thôi trai đẹp nên hôn được. Thế là Anbeck bắt đầu nghi thức còn Sisti thì hô hấp nhân tạo cho Glenn. Còn bên này thì Rumia bị xích tay treo lên ở trong một căn phòng riêng biệt. Tên kia nói rằng Glenn đã bị Riel giết rồi. Nghe thấy vậy Rumia nhìn Riel và không nghĩ rằng cô ấy sẽ làm thế. Riel bảo rằng nếu không làm như vậy thì mình không biết phải sống vì ai nữa. Riel chính là cô bé được Glenn cứu trong trận bão tuyết năm xưa. Bên này thì Glenn đã tỉnh lại cậu cảm ơn Anbeck nhưng anh ấy nói rằng cậu nên cảm ơn Sisti vì nhờ có cô bé mới dùng được phép hồi phục cấp cao để cứu sống cậu nhìn cô bé ương ngạnh nhưng nhân từ đó glen chỉ cười nhẹ cậu bảo albeck giải thích tình hình thì anh ấy nói rằng theo thông tin điều tra được thì tổ chức bí ẩn kia đang có liên kết với trung tâm nghiên cứu và họ đã dùng rumia làm mồi nhử cho kế hoạch này để tìm hiểu glen nghe xong rất tức giận vì bọn quan chức cấp cao đã đem tính mạng của học trò anh ra làm mồi albeck cũng không ngăn cản vì nếu làm như vậy sẽ để lộ thân phận thật của real anh cho rằng đây là do glen gây ra chính cậu là người đã dẫn cô bé về và trao cô bé niềm tin và cũng chính cậu rời đi không một chút vương vấn và lý do gì khiến cho cô bé một lần nữa mất đi người thân yêu nhất và không còn niềm tin nên không còn xác định được mình sống vì điều gì. An Bác sẽ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Rumia và nếu Real cản trở công việc thì anh ta sẽ thẳng tay giết cô bé. Glenn cho rằng như vậy không được thì bị An Bác đấm cho cái tỉnh cả người và anh vứt cho cậu một khẩu súng hai người rời đi ngay sau đó còn Sixty tỉnh dậy ngồi khóc vì mình không thể bảo vệ được cho Rumia bên này thì đứng như dự đoán tên lãnh đạo trung tâm đã kết cấu với bọn người của tổ chức với sức mạnh của Rumia là khuếch đại nhưng khuếch đại toàn bộ ma thuật người cô hướng đến lên 10 lần. Và với sức mạnh đó thì dự án hồi sinh sự sống của ông ta sẽ được hoàn thành. Còn bên này thì Glenn và Albeck cũng đang dần mò được đến chỗ của đám người kia bằng đường ống cống vì trước khi à hầu nữ bỏ trốn thì Albeck đã để lại một con chip định vị ma thuật sau cổ của à đó và họ đang tiến gần đến khu vực trung tâm. Còn bên này à hầu nữ đã phát hiện ra hai người đang đột nhập vào đây vậy nên tên lãnh đạo trung tâm thả ra những con thú mà hắn nghiên cứu để đánh đuổi hai người nhưng chỉ thả ra thôi thì không được. Tác giả có cho chúng nó no thắng đâu mà chúng nó no đòi thắng. Mỗi con ăn một trưởng là cũng đơ y đi rồi. Tên lãnh đạo thấy vậy nên đã trực tiếp ra chiến đấu. Hắn đã thử nghiệm lên chính bản thân mình khiến hắn trở thành một cơ thể sống lai tạo giữa người và quái vật để tăng sức mạnh chiến đấu của mình lên. An Bách quyết định ở lại chiến đấu với hắn và giao phần còn lại bên trong cho Glenn. Bước vào trong thì cậu Gabriel và người anh trai kia của cô cùng với Rumia đang bị trói bên trên. Cô bây giờ không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ Glenn mà chỉ nghe lời anh mình nên đã sẵn sàng chiến đấu với cậu. Glenn cố gắng nhắc nhở cô rằng anh trai cô đã chết hai năm trước nhưng cô vẫn khăng khăng nói rằng anh mình vẫn còn sống. Cô lao đến tấn công Glenn nhưng khi Glenn hỏi tên của anh cô là gì thì Real khựng lại vì cô không còn một chút ký ức nào về tên của anh trai mình. Cô bị Glenn ném súng vào đầu ngã ra. Ủa súng tưởng để bắn hoa ra để ném à? Cậu lao đến đập đầu mình vào đầu Real cho cô tỉnh ra rồi cầm khẩu súng bắn vào bảng điều khiến khiến cho sợi xích chói cẩu Rumia biến mất, rồi lao đến đấm vỡ mồm thằng anh giả mạo kia. Lúc này cô mới nhớ ra rằng tên thật của mình là Alusia và Riel chính là tên của kế hoạch cấu ép ký ức của người sống vào. Anh của Alusia tên là Sen nói với đồng đội Renner của mình rằng đây sẽ là kế hoạch sẽ gây biến động cho nhân loại và khuyên đồng đội mình rời tổ chức thì người đó đã phản bội và giết Sen chính là anh của Alusia và giết luôn cả cô bé. Và từ đó Riel chính là bản thế của Alusia trước đó sion đã nhờ Glenn giúp mình bảo vệ ba người ra khỏi tổ chức nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy sắc của sion và ilusia cũng không qua khỏi Real mang ký ức của ilusia đã được Glenn đưa về chăm sóc và thân phận của real đã được tiết lộ và cô bé biết mình chỉ là một sản phẩm trong phòng thí nghiệm tên giả mạo kia cũng đã tạo ra ba bản sao của real và lệnh cho chúng tấn công Glenn. mặc dù trước đó real đã cố giết Glenn nhưng ngay lúc này cậu vẫn cố gắng giúp đỡ cô bé dù hai người không là gì cả glen cho rằng cô đã là một phần trong ký ức của mình và cô còn có những người bạn hãy cùng nhau cố gắng sống sót quay trở về và xin lỗi họ sau khi được giác ngộ cô khóc nấc một chút rồi đứng dậy chiến đấu cùng glen với tinh thần đang suy sụp cùng với kỹ năng dùng kiếm nên cô đã xử gọn ba người chị em nhân bản của mình còn glen thì chĩa thẳng khẩu súng của mình ấy à tôi là súng trên tay nhé tưởng rằng anh sẽ giết hắn ta nhưng trước mặt học trò anh đã không còn là sát thủ và chỉ đấm hắn nhất đi còn tên lãnh đạo bên này sau một hồi cơm bạc thì cũng được ăn bách tặng cho một ma pháp cấp cao khiến hắn bị thiêu dụi mọi người quay trở lại cùng nhau vui vẻ chơi bóng truyền ngoài biển và đây chính là những hình ảnh mà Glenn muốn bảo vệ. Bên này à hầu gái đang nói chuyện với một giọng nói bí ẩn nào đó và mục tiêu của chúng là cố chiếm đoạt sức mạnh của Rumia và thực hiện kế hoạch gì đó của bọn chúng. Celica thì có một cuộc nghiên cứu bí mật dưới lòng đất trong lúc đó thì Glenn đang treo Sisti sau vụ việc cô hô hấp nhân tạo để cứu mình khiến cô ngại đỏ cả mặt. Real thấy Sisti bị treo nên đã rút thanh kiếm ra định quật cho Glenn một trận khiến cậu chạy tay khói và bị Sisti dùng ma thuật thổi thẳng ra ngoài bất ngờ lúc đó có một xe ngựa đi tới. Cũng may người trong xe dùng ma thuật nâng cậu lên chứ không giờ mặt Glen chắc phải có mấy nốt chân ngựa. Có một người đàn ông tóc vàng bước ra trông cũng cao giáo đẹp trai anh ta giới thiệu mình tên là Leo là giáo viên đến dạy thay và cũng là chồng sắp cưới của Sisti. của nó chưa 18 đâu ông ơi muốn đi tù à. Còn Glen thì hỏi anh chắc chưa anh mà cưới nó thì khác gì tự đào mùa chôn mình chứ. Leo nghiêm nghị nói rằng Glen có thể ngưng phán xét vợ tương lai của mình lại được không. Họ giận gòi giận gòi. Lúc này thì thôi cũng đành chúc phúc cho hai đứa Glen nói rằng nếu xui trèo mắt mái thì ở lễ cưới thầy đọc diễn văn cho nhưng ổng không biết sisti đang thích mình nên khi nói thế khiến cô tức giận thổi bay mẹ cả người lẫn xịt ở trong tiết học cách truyền đạt lý thuyết của leo rất dễ hiểu và cực kỳ chi tiết khiến glen cũng kinh ngạc vì những thứ này nhiều khi quân đội hoàng gia cũng không được đề cập tới nhưng qua lời giảng của leo thì glen lo lắng vì những thứ leo truyền đạt thì anh ta không phân tích mặt nguy hiểm của sức mạnh và nó có thể giết người nhanh chóng sau buổi học leo muốn có một buổi nói chuyện riêng với sisti cả hai người ra sau trường nói chuyện còn glen cùng với rumia và riel thì ngồi trong bụi để nhọc Lúc này hai người nói chuyện với nhau đó là lời hứa khi hai người còn nhỏ nhưng Sissy thì chỉ muốn tập trung vào việc học và thực hiện giấc mơ nghiên cứu của ông mình như lúc này Leo nói rằng đó chỉ là điều viển vong. Nếu ông cô không nghiên cứu những cái đó thì đã để lại cho đời sau nhiều thành tựu hơn. Mặc dù câu nói đó rất thực tế nhưng ước mơ là ước mơ. Cô chỉ biết cúi đầu khóc thút thít. Lúc này Glenn đi đến phản bác ý kiến của Leo vì anh biết Sissy có con đường ước mơ riêng và cuộc đời riêng. Cô ấy có quyền lựa chọn. Glenn ném găng tay vào người Leo như lời thách đấu và nói rằng nếu ai thắng thì sẽ có được mèo trắng chính là Sisti. Khi Leo rời đi thì Glenn làm quả mặt ngu ngơ vô tội con Sisti thì hỏi sao lại đem mình ra cá cược. Mà hai ổng thi đấu thì chỉ khổ học sinh vì phần thi này là phần thi chỉ đạo. Tối hôm đó, Anbeck đến gặp Glenn và nói rằng bụi thiên sứ có chứa độc chết người mà họ từng phá hủy trong sưởng giờ đã xuất hiện tại đây. Điều này làm Glenn nhớ lại Sarah một đồng đội cũ của cậu đã tử trận trong trận chiến đó. Và hôm sau thì phần thi của Leo và Glenn đã chuẩn bị diễn ra dưới sự giám sát của các giáo viên trong trường. Bên đội của Leo thì toàn mấy ông top bằng trường được chỉ đạo đánh phân bố ba người để phân bố và hỗ trợ sức mạnh của nhau. Đó chính là chiến thuật hay dùng trong quân đội. Còn đội của Glenn thì ông Glenn đã từng trong quân đội mà sau lại không biết cái trò phân bố ba người được nên đã chia đội hai người để ít phức tạp hơn và dễ cho việc học sinh thi triển hơn. Mặc dù sức mạnh của đội 2 không bằng đội 3 nhưng trong lớp của Glenn thì có ba con nạp game là Sistirumia và Riel một cánh quân bên này được mình Real dọn hết. Còn bên phía kia thì Glen lấy mình ra là mồi nhử đám học sinh của bên leo. Mục tiêu là đánh bại chỉ huy hai bên nên đám học sinh kia thấy Glen liền gì đánh và chạy đuổi theo vào rừng. Nhưng cái đầu của Glen thì đã răng bẫy sẵn hết trong rừng và chờ con mồi lọt hồ thôi. Vì hết giờ mà trận đấu vẫn chưa xong nên được xử hòa. Bên Glen thì khen những học viên của mình còn bên Leo thì nói thậm tệ những học viên của mình vì cho rằng những học viên đã không áp dụng đúng những gì mình dạy. Trận đấu hai người chưa kết thúc nên Leo quyết định muốn đấu thay đôi với Glen và ai thắng sẽ có được Sisti. Lúc này Sisti rất tức giận vì mình bị coi là phần thưởng cho người thắng cuộc. Thấy Sisti như vậy nên Glenn đã nói rằng cố chiến thắng để giành lấy Sisti để hưởng gia tài. Thế là được cả đời ăn chơi phè phỡn. Nghe thấy vậy Sisti tát cho cậu một bạt rồi rời đi. Buổi tối đó Glenn đã kể rằng Sisti rất giống người đồng đội cũ của anh Sarah cho Sisti nghe và kể câu chuyện ngày xưa của mình. Cậu muốn cống hiến cho đất nước sạch đẹp nên đã gia nhập đội sát thủ hoàng gia thế nhưng cuộc sống của cậu suốt ngày không chém thì giết người khác và chỉ có cô bạn Sarah đó là người duy nhất ủng hộ cậu nhưng trong trận chiến phá chất độc bụi thiên sứ họ đã bị ma phục và anh đã không thể bảo vệ được Sarah lúc đó. Từ đó Glenn mất hy vọng nhưng lần này anh chiến đấu là để giữ ước mơ và hy vọng cho Sisti và cũng một phần để người đồng đội cũ của mình yên nghỉ. Anh muốn Sisti có con đường riêng của mình. Một lúc sau Leo xuất hiện và nói rằng đã biết hết toàn bộ về lai lịch của anh và khinh thường anh có bàn tay của kẻ sát thủ mà cũng đòi đi dạy học, đã thế còn không thể bảo vệ đồng đội của mình. Tức giận lá bài The Food được kích hoạt vô hiệu hóa ma lực và Glenn lao vào đấu tay đôi với Leo thế nhưng võ thuật của leo cao hơn và đã đánh bại cậu tiếp đó hắn sử dụng tu ba tạo ra các vật chiến đấu bằng trí tưởng tượng chứ không phải phép thuật và chiêu này đã outplay lá bài của glen glen bị đánh bại hoàn toàn và thất thiểu bỏ đi sisti định chạy theo thì leo nắm tay cô lại nói rằng mày không còn muốn thấy mặt trời sao với vẻ mặt vô cùng hung ác và hắn còn nói rằng riel là con mồi mà nhiều tổ chức ngắm đến và qua lời đe dọa của leo thì cô nhận ra rằng đây không phải là leo mà cô từng quen biết trận tái đấu sáng hôm sau glen cũng không xuất hiện và chấp nhận thua cuộc vài hôm sau mọi người bàn tán rằng sisti đã nhận lời cầu hôn của leo và đầu tuần sau sẽ tổ chức cưới hôn lễ của sisti sắp được diễn ra còn glen thì mất tích sisti đồng ý cưới tên leo đó vì hắn đã biết bí mật của rumia và nếu như không đồng ý thì hắn sẽ xử lý luôn cả rumia nghe sisti kể vậy sáng sớm hôm đó rumia đã chạy đến và nói toàn bộ những thông tin cô biết cho glen lúc này glen xoa đầu rumia và nói rằng tin thầy đi và anh sẽ đi cướp dầu và để làm điều đó anh phải trở lại thành glen sát thủ của trước kia anh chuẩn bị những vũ khí chiến đấu của mình, một khẩu súng và một vài ám khí. Ngày hôn lễ diễn ra khi hai người đã thề ước xong chuẩn bị hôn nhau thì lúc này Glenn tới và ném một quả bom khói và bế cô dâu đi. Đám học sinh thầy vậy còn như kiểu ôi tao mong chờ giây phút này mãi, chuyện ngôn tình chúng mày ơi. Nhưng lúc này xung quanh nơi đó đã bị đám thay ma bị điều khiển bởi bụi thiên sứ bao vây. Lúc này ánh mắt của Glenn đã trở lại quá khứ đôi mắt của kẻ sát thủ vì đây chính là thứ đã cướp đi người đồng đội Sarah của anh. Nhóm học sinh trong nhà thờ được đội của Anbeck đến giải cứu còn bên này thì glen bắt đầu chiến đấu với chúng với những động tác sức khoát không trần trừ và ánh mắt sắc lạnh. Phải đây mới chính là glen người đã từng trong đội sát thủ hoàng gia. Sisti nhìn thấy vậy rất sợ hãi. Lúc này tên Leo kia xuất hiện hắn là số 11 của đội pháp sư hoàng gia Lâu còn Leo thật thì đã bị hắn giết sau khi buổi đấu chỉ huy kết thúc. Xác của Leo lúc này vẫn còn đang ở trong xe ngựa với đám ruồi bao vây. Hắn cũng là người đã tác động đến vụ Sarah bị giết. Lòng oán hận cho người đồng đội cô chuỗi dậy. Glenn bảo Sisti hãy rời khỏi đây vì anh không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ cô được. Và việc dù Glenn đến đây cũng đã nằm trong sự tiên đoán của Lâu Phan. Hắn đang ấp ủ âm mưu để sở hữu hồ sơ Akashic vì một khi sở hữu được nó thì hắn sẽ sở hữu và cai trị toàn bộ sự sống trên thế giới. Hắn bắt đầu tạo ra vô số vật giả kim để tấn công Glenn nhưng cậu đã dùng súng bắn vỡ những thứ đó và lấp vào một góc khuất. Khẩu súng của Glenn cũng có giới hạn nên cậu không thể tiếp cận và hạ gục hắn. Cậu liên tục cố gắng bắn và dùng ám khí vào người hắn nhưng cũng không hề động được một sợi tóc nào của hắn. Lúc này cậu đã bị bao vây bởi một đống giả kim tưởng chừng cuộc chiến đã đi đến hồi kết thì lúc này ủnh một tiếng nổ. Sisti đã quay lại để cứu Glenn. Sisti nói rằng hãy cùng nhau chiến thắng và về với bọn em vì bọn em cần thầy. Thấy hình bóng Sarah xuất hiện trong người Sisti, Glenn phấn chấn trở lại và bắt đầu cùng với Sisti chiến đấu. Glenn tiên phong còn Sisti hậu phương hai người hỗ trợ lẫn nhau dồn đòn tấn công về phía lâu khiến hắn bị đấm văng ra xa. Lúc này hắn đứng dậy triệu hồi thánh nữ công lý thì bị gió của Sisti chặn lại. Hắn cố tiếp tục triệu hồi thì Glen lao đến đấm hắn văng vỡ tường và gục xuống. Tưởng rằng đã thắng nhưng lúc này Sisti đã không còn tí sức nào nên Glen đã chấp nhận để cho lâu fan chạy thoát còn mình thì ra chỗ Sisti để đỡ em ấy dậy. Khi cậu chuẩn bị cõng Sisti về thì đám học sinh cũng đã tới vui mừng chạy về hướng họ. Nhiệm vụ cước sâu thành công mỹ mãn. Sau sự kiện đó mọi chuyện lại trở lại nhộn nhịp như bình thường. Glen lên lớp với một phong thái chuẩn giáo viên và bắt đầu tiết học nào. Bí ẩn hồ sơ Akashic là gì và mục đích của tổ chức bí ẩn kia về Rumia là như thế nào mới các bạn đón tiếp phần 2 nhé. Nếu thấy hay thì hãy like xe và chia sẻ để ủng hộ cho team mình nhé. Chào mọi người.